Trước làn sóng lên tiếng phản đối, MV There Is No One At All của Sơn Tùng MTB vừa ra mắt vì tinh thần tiêu cực, bạo lực, tự sát ảnh hưởng rất không tốt đến giới trẻ. Trưa 29 tháng 4, trả lời Tuổi Trẻ Online, quyền cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn Trần Lily cho biết, cục đang làm công văn gửi tới các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý vụ việc theo hướng tạm dừng phát hành MV này. Tối 28 tháng 4, Sơn Tùng MTB đã ra mắt MV There Is No One At All. Mặc cho Sơn Tùng MTB khẳng định, There Is No One At All chính là bước ngoặt đánh dấu chặng đường mới của mình. Với một tình yêu thuần khiết dành cho âm nhạc, MV nhận nhiều phản hồi không tốt. Nhiều người cho rằng MV có màu sắc u ám, kèm thông điệp sống tiêu cực. Ca sĩ vào vai một kẻ lang thang, ương ngạnh và coi việc tấn công mọi người vô cớ như cách để khẳng định sự tồn tại của mình giữa thế giới. Anh ta vô cùng chán ghét. Cuối cùng đã chọn tự sát bằng cách nhảy từ trên lầu cao. Hình ảnh kết thúc MV này cùng với toàn bộ tinh thần tiêu cực, bạo lực của MV khiến hàng loạt ý kiến từ công chúng bày tỏ lo lắng. MV sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả trẻ, nhất là tinh thần này lại được truyền đi từ một nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn trong giới trẻ như Sơn Tùng MTB. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.